Ừ, mọt đắng. Chưa hả? Ừ, nhìn hấp dẫn chưa? Nãy giờ kèo xuống bự bự không ơi. Ừ, mọt rồi. Nhìn đã. Chưa? Nó có thể quá. Mà còn mà. Này chơi miệng cắn thôi chứ. Ừ. Không ké luôn hả? Trời. Quá đẹp. Ô. Bên đây con ổn nó sao rồi? Bay rồi. Bay. Sáng giờ được 5 ổ ha. Trời này mát đi, nó dịu dịu, không khát nước luôn. Tiếp tục quay. Được ra đó. Hả? Thọc cái đường như học mấy bữa hả?
Tại chỗ này cắn ổn nha. Thiệt hả? Không. Là đang phát hiện xung quanh ha. Sẽ có một ổ ở đây. À, cái này cây cò kê phải không ta? Đúng rồi. Cái này ăn hơi bị ngon. Này mà chín hái cho ăn hơi bị ngon á. Ủa cái mùa này có cò kê phải không? Ừ cây này thôi chứ ăn đúng ngon luôn á. Hẻm không? Cò kê nè, nhiều quá chứ. Sống không nè. Cái đó mà chín là thôi chứ. Nè. Than. Hầm than. Dạ, nát hết. Khá là mệt ha.
Đây mà thả ở đây chắc không có đường ra quá. À, phát hiện ổ đây, ổ mini. Chọn thả thuốc cho chắc ăn. Ổ nhỏ. Trong quá trình vận chuyển nó sẽ bị bể ổ hả? Ổ này để ổ kia nó sẽ bị bể ha. Nên những ổ nào mà bự được thì để cắm bị đi.
đây mấy lùm dễ đóng hơn. Này mà không ai đi đóng liền nha. Ngậm nước ra. Chuột vô đây, vô tràn không. Nãy giờ đóng thấm thấp, bây giờ thuốc cây tầm cao. Cái này đóng tầm cao không. Quan sát tầm cao ha. Ôi, dừng tí. Ừ, ủa gì bự vậy? Kìa. Kiến hả? Bự đóng bự giống một ông. Ủa ra mé ông già luôn hả? Hả?